kỹ năng đặc biệt đôi mắt chân thật, đúng là không làm mình thất vọng. Nhẹ nhàng đã tìm ra được boss cuối đang ẩn mình. Dù ngoài đời hay là trong phó bản, công kích mạnh mẽ kết hợp với kỹ năng đặc thù mới là vương đạo. Đây chính là những gì mình cần. Hóa diệm dẫn tới chỗ của boss sao? Không ngờ còn có cả chức năng dẫn đường, phục vụ chu đáo thật. Phải cho review 5 sao mới được. Đột nhiên mình có một suy nghĩ. Đi thôi Nguyễn Điềm Điềm, tôi tìm thấy boss cuối rồi. Chúng ta mau đi thôi, đừng để người khác cướp mất. Ơi, boss cuối, tốt quá rồi đại thần. Nhưng đại thần, anh có thể khiêm tốn một chút hay không? Gào to thế, lỡ bị người khác nghe thấy. Thằng nhóc Diệp Hạo này, lại tự mình tìm được boss cuối rồi, đùa gì thế? Nhưng nhỡ nó đang gài chúng ta thì sao? Thằng Diệp Hạo này đang treo tôi sao? Bình thường yếu như vậy còn hay bị tôi chỉnh, giờ lại như là biến thành một người khác vậy, sao có thể? Nhưng mà Phong ca, anh thấy rồi đó, bốn tiểu đội khi nãy hầu như đều bị cậu ta giết sạch, mà không có cơ hội đánh trả. Thế này phải làm sao? Vẫn tiếp tục đi theo hay sao Phong ca? Vậy còn phải nói, ông đây phải vào chiến đội mặc công, điểm của bọn họ nhất định là phải lấy được. Dù nó đang muốn dở cho gì, ông đều sẽ cho nó hiểu rằng ông đây không giống lũ rác rưởi kia. Đi theo hết đi, hiểu? Vâng vâng. Ông phải chém cả nó và boss. Không ổn rồi Phong ca, định vị của Diệp Hạo biến mất rồi. Mẹ nó, chuyện gì thế này? Một người sống sờ sờ sao lại biến mất rồi? Nó học được kỹ năng này khi nào vậy? Là có ý muốn chơi chúng ta hay sao? Phong ca, giờ chúng ta làm sao? Trong đội của nó, không phải vẫn còn một Nguyễn Điềm Điềm 51 lớp 3 ở đó hay sao? Bao vây cô ta cho tôi. Tôi không tin nó có thể khoanh tay đứng nhìn, là một con rùa rụt cổ. Mày muốn chơi chứ gì? Ông đây chơi với mày, Diệp Hạo. Đại thần, đừng đùa nữa, anh ở đâu? Giờ không phải là lúc tàng hình đâu. Đại thần, chỉ bỏ lại một câu nhờ cô làm mồi nhử, sau đó thì biến mất. Câu này là có ý gì? Là muốn mình làm mồi nhử, dụ đám ma La Phong hiện thân hay sao? Nhưng bọn họ không ngu như thế, sẽ bị lừa dễ dàng vậy sao? Diệp Hạo đang ở đâu? Mắc câu rồi. Các người làm gì thế? Đột nhiên xuất hiện, làm ta sợ muốn chết. Đừng có giả vờ với ông, nói thằng phế vật Diệp Hạo đang trốn đi đâu rồi. Tôi cũng không biết, đột nhiên mất dấu rồi, trên bản đồ cũng không thấy anh ấy. Chắc các người cũng phát hiện điều này thông qua bản đồ nhỉ? Còn giả vờ với ông, có tin ông chém mày luôn không? Tôi thật sự không biết. Anh mau ra đây đi đại thần, em đã cố gắng rồi, sắp không trụ được nữa rồi. Chuyện gì thế này, động đất sao? Xảy ra chuyện gì thế? Đây nè. Boss cuối phó bản ám ảnh thụ yêu. Ám ảnh thụ yêu level 10. Không phải chứ, sao chúng ta lại xui xẻo như thế? Lại đụng trúng boss mà chưa ai tìm ra được. Vốn tưởng là dựa vào điểm PVP, có tới kết thúc là thắng chắc rồi. Kết quả thế này phải đánh kiểu gì đây? Khoảng cái gì? Ám ảnh thụ yêu chỉ là tinh anh level 10 thôi. Chúng ta có tận 10 người. Mau dàn trận đi, tôi giữ lộ cổ nó. Vâng, đây chính là mục đích mày dụ bọn tao tới đây sao Diệp Hạo? Thôi, đại lễ mà mày tặng tao nhận, đợi tao trở thành người đầu tiên vượt được ám ảnh rừng sâu, rồi sẽ chém mày biểu thị cảm ơn sau. Tạm thời, dựa theo cách đánh boss thông thường, nhắm vào nhược điểm của thuộc tính. Ma pháp hệ hỏa đều lên hết cho tôi. Hiểu rồi. Trị liệu chú ý lượng máu của tôi, không được ngừng. Vâng. Hỏa cầu thuật. DPS điên cuồng lên cho tôi. Có tôi ở đây không sợ ớt. Vâng. Sự kết hợp nhuần nhuyễn như vậy, sao chẳng giống tổ đội mới thành lập chút nào. Xem ra sự hống hách của Na Phong không chỉ là nói miệng, cậu ta thực sự là có bản lĩnh. Anh ở đâu thế đại thần? Còn không ra, ám ảnh thụ yêu này nói không chừng sẽ bị đám Na Phong đánh bại đó. Thú vị, cứ thế này nói không chừng chúng ta thật sự có thể đánh bại ám ảnh thụ yêu này đó.
To gan hơn đi. Không phải nói không chừng, mà là chắc chắn. Ngoài ưu thế về nhân số, cộng thêm chỉ huy của La Phong tôi, bốt nghe vào 10 chẳng là cái gì cả. Cái gì? Lại hóa đá rồi, còn miễn dịch với tất cả sát thương. Đây rõ ràng. Mọi người chú ý, bốt tiến vào giai đoạn 2 rồi. Đây là tình huống gì, xảy ra chuyện gì thế? Đừng hỏi tôi đích biết gì đâu. Vốn chưa có ai từng trải qua giai đoạn 2 của ám ảnh thụ yêu. Tiếp theo phải đánh sao đây, Phong ca? Cái cây này sao lại chuyển động rồi? Mẹ ơi, nghĩa nào nà? Ám ảnh thụ yêu, chia nhỏ sức mạnh của nó ra, kích hoạt những tiểu thụ yêu này. Vậy ưu thế về nhân số của chúng ta? Những tiểu thụ này thấp nhất cũng là level 7. Mau chạy đi. Chạy cái bẹp. Mẹ nó, giữ nguyên đội hình cho tôi. Kích nộ rồi thì dụ nó qua chỗ tôi, đừng loạn. Mẹ các người. Ai? Ngươi muốn làm gì? Mau bỏ ta xuống, cái thứ háo sắc này. Nếu không phải là ta không rút tay ra được. Đại thần cứu em với. Nhiệm vụ của cô hoàn thành rồi, làm tốt lắm. Đại thần. Chỉ là lần sau xem kịch, nhớ chạy xa vào. Thật sao, em thật sự đã giúp đại thần sao? Đương nhiên. Tốt quá rồi, tuy rất sợ, nhưng cuối cùng em cũng phát huy ra được tác dụng rồi. Không sao rồi ha, rất xin lỗi vì quay cô là mồi nhử. Yên tâm, xong việc tôi sẽ bồi thường cho cô. Mẹ nó, giờ không phải là lúc ve vãn nhau. Quả nhiên là thằng phế vật mày, giở trò Diệp Hạo. Định dụ bọn tao tới chỗ cổ bót, sau đó làm ngư ông đắc lợi sao? Mẹ mày thật là bị ổi. Bị ổi, ngư ông đắc lợi? Không không, tôi chỉ là xem kịch mà thôi. Đối phó bót kiểu này vốn chẳng cần mượn tay các người. Nhưng biểu hiện của cậu lại khiến tôi rất là kinh ngạc đó. Năng lực chỉ huy và tâm thế thành thục một cách đáng ngạc nhiên. Giờ ông đây rảnh nghe mày định hót. Nếu đã biết năng lực của ông đây thì liên thủ đi. Hai người cho dù chỉ là phế vật nhưng cũng có chút tác dụng làm bia đỡ đạn. Mau dụ quái qua đây cho tôi. Mới khen có vài câu, đừng dương dương tự đắc như thế chứ La Phong à. Mau cút ra cho tôi, đồ phế vật. Đừng có chặn đường của bố, nếu không bố giết. Liên thủ cái gì, cậu nghĩ tôi cần hay sao? Đánh bại Trương Dã, lấy được 8.500 điểm của Trương Dã. Đờ mờ mày Diệp Hạo, nguy hiểm trùng trùng thế này mà mày lại giết người của phe mình sao? Người phe mình? Không không, trong mắt của tôi, các cậu chỉ là điểm số trốn khắp nơi, dễ dàng có được mà thôi. Mày dám ra vẻ trước mặt của tao, đờ mờ tao giết mày. Ồ, mới đó mà đã không nhịn được rồi sao? Nhớ nấy. Xông xáo nhiệt huyết thì tốt, nhưng nếu không có thực lực thì sẽ là kẻ chết nhanh nhất ở trên chiến trường. Khốn nạn. Mẹ mày, tao cần mày dạy sao? Đừng có ra vẻ. Diệp Hạo cho dù mày PVP giỏi cỡ nào cũng không thể nào một mình đánh boss đâu. Mày có cướp hết điểm của bọn tao thì cũng vô ích thôi. Chết trong tay của boss rồi thì mày cũng chẳng được điểm nào đâu. Thế à? Vậy tôi giữ lại mạng cho cậu, để cậu chết cuối cùng. Như thế cậu mới có thể tận mắt chứng kiến tôi ôm hết điểm thế nào, toàn vẹn rút lui ra sao. Mày muốn làm gì? Tại sao chúng tôi cũng dính đòn? Mày là đồ khốn, Diệp Hạo. Phong ca, cứu em với. Buông tay ra, buông ra cho tôi. Ám ảnh thụ yêu đã rút lại hết sức mạnh chia nhỏ ra rồi sao? Cơ thể hoa đã nứt ra rồi, điều này nghĩa là... Hình thái mới này nhỏ hơn trước kia rất nhiều nhỉ? Ám ảnh thụ yêu trạng thái ám ảnh. HP 40%, thuộc tính bóng đêm, mộc. Nghĩa nào đây chính là hình thái cuối cùng của ám ảnh thụ yêu sao?
Đây, đây chính là trạng thái cuối cùng của hấp ảnh thụ yêu sao? Tuy trở nên nhỏ hơn rồi nhưng lại có vẻ mạnh mẽ hơn trước. Đại thần phải cẩn thận đó. Nhanh quá, tốc độ lại tăng lên nhiều vậy sao? Đây không phải là tốc độ của boss Never 10. Hơn nữa, cơ thể nhỏ đi tốc độ tăng lên, nhưng sức mạnh chẳng giảm đi chút nào. Nếu người bình thường không có cách nào, không có cách đánh quái đặc biệt, quả thực rất khó mà hạ được nó. Thế này thì xong rồi, Diệp Hạo. Muốn một mình đánh boss hay sao? Boss này định dụ mày nhảy lên, sau đó liên tục tung chiêu chơi chết mày đó. Đợi khi mày rơi xuống đất rồi, mày đã là một đám bùn nhão rồi. Phán đoán không sai, nhưng thế thì đã sao? Cho dù là cành lá xung xuê ra sao, cũng chỉ là một con boss Never 10 mà thôi. Sát thiêu thực sự không cần phức tạp như vậy, chỉ cần nhắm đến đúng điểm yếu. Thêm chút nữa là xong. Chúc mừng đội trưởng chơi Diệp Hạo, đánh bại boss phó bản ám ảnh thụ yêu đạt được một phần thưởng 1 vạn điểm, thủ sát thưởng thêm 1 vạn điểm. Chúc mừng người chơi Diệp Hạo đạt được thành tựu nhặt của nhóm lửa, đã vượt qua phó bản ám ảnh rừng sâu, số người còn sống 3 người. Cửa truyền tống đã mở, hãy mau chóng rời khỏi phó bản. Cậu lại có thể miểu sát boss sao? Cậu có thể, cậu chắc chắn cậu là Diệp Hạo. Chỉ cần đủ mạnh, mọi thứ đều có khả năng. Được rồi, xem kịch xong rồi, tiếp theo tới lượt cậu rồi. Hạo ca, em xin lỗi, anh đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho em đi. Sau này em không dám bất kính với anh nữa. Sau này em sẽ làm đàn em của anh, giống như ngày xưa, có được hay không? Giờ cậu vẫn còn mặt mũi nói những lời này sao? Muốn làm tiểu đệ của tôi? Chỉ tiếc cậu đã không còn tư cách này nữa rồi. Mẹ nó, đừng có vòi vĩnh, Diệp. Đã tới bước này rồi còn muốn đánh nghén hay sao, La Phong? Những thủ đoạn bỉ ổi này không có tác dụng với đại thần. Vậy sao? Đây là thẻ con rối. Bye bye nha Diệp Hạo, cho dù mày có mạnh thế nào thì kinh nghiệm thực chiến cũng là quá ít. Hắn muốn chạy kìa. Điểm của ông mày đừng hòng có được. Trước mặt sức mạnh tuyệt đối, kinh nghiệm không quan trọng. Diệp Hạo đồ. Diệp Hạo đánh bại La Phong, đạt được toàn bộ điểm của tiểu đội La Phong. Nhặt được đạo cổ thẻ con rối, sau khi kích hoạt, người dùng sẽ thân ra một con rối có thể tự do sử dụng. Bán thẻ vào trạng thái ẩn thân, duy trì 30 giây, còn 2 lần sử dụng. Số người còn sống ở trong phố bản 2 người, Diệp Hạo 6,2 vạn điểm. Nguyễn Điềm Điềm 2,1 vạn điểm. Ây, phó bản này em lại tích lũy được 2,1 vạn điểm. Theo tỷ lệ quy đổi 1 đổi 10, em có thể có được 21 phát tài rồi. Tôi đã nói trước rồi, ra khỏi phó bản sẽ giải tán. Vì thế, phần thưởng của phó bản 50 vạn là của mình tôi. Cô không có ý kiến chứ? Sao em lại có ý kiến? Em có được những thứ này đã là rất mãn nguyện rồi. Cảm ơn đại thần đã giúp em thắng. Cô gái này cũng biết thỏa mãn đấy, tuy là người mới, nhưng tâm tư coi như là đoan chính. Đánh bại boss ám ảnh thụ yêu, đạt được 5 vạn XP, 2 vạn tiền thưởng, đạt được đạo cụ, cành khô của thụ yêu 20 cái, vỏ cây của thụ yêu 10 cái, ma tinh Never 10, 2 cái. Đạt được đá quý trái tim tự nhiên, sau khi sử dụng có thể nâng cao 30% hiệu quả của vũ khí trị liệu. Đồng thời có xác suất triệu hoán được một cây non để trị liệu. Đá quý tăng hiệu quả trị liệu sao? Tương đương với đạo cụ hiếm có nhỉ? Nhưng mình cầm cũng không có tác dụng gì. Đọc giới thiệu và nhìn phẩm chất, hình như cũng là đáng giá không ít tiền. Nhưng có quá nhiều thứ sẽ bị nghi ngờ, khó cho mình hành động sau này. Thôi cho cô đó, ấy, cái gì cho em, đạo cụ đắt tiền như thế. Em cũng chẳng làm được gì, đưa viên đá đáng giá thế này cho em. Nghĩa nào, đại thần anh đối với em. Stop, hãy dừng mấy suy nghĩ hoang tưởng không thực tế của cô lại đi.
Đây chỉ là phần thưởng cho việc cô làm mồi nhử khi nãy mà thôi. Tôi đã đồng ý với cô rồi. Được rồi, tôi muốn giải tán tiểu đội. Vâng vâng. Cảnh báo, cảnh báo, không gian phó bản có bất thường. Mời người trong phó bản mau rời khỏi phó bản. Cửa truyền tống đóng sau. 20:19. Xảy ra chuyện gì thế? Phó bản có bất thường. Tình hình này chỉ có thể là bên ngoài đã xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi. Mau lên vào cửa truyền tống ra khỏi phó bản. Nếu bị nhốt ở trong không gian này sẽ vĩnh viễn không ra ngoài được đâu. Vâng vâng. 16. Cô sao vậy? Đau quá, chân của em hình như là bị trẹo rồi. Không, không phải chứ. Vào thời khắc quan trọng này. Em xin lỗi, em lại ngáng chân rồi. Quả nhiên loại gà mờ như em không nên vào kiểu phó bản khó như này. Anh mau đi đi đại thần, cứ mặc kệ em. Em không thể làm liên lụy anh nữa. Cô nói không sai, ở thời đại này, làm chuyện ngoài khả năng của bản thân chính là tự tìm cái chết. Tuy cô rất là vướng chân vướng tay, đại thần, anh, nhưng dù sao cô cũng là đồng đội do tôi chọn. Loại chuyện từ bỏ đồng đội này chạy trốn một mình, tôi không làm được. 10. Vì thế, đi đi. 9. Đại thần, anh làm gì thế? Sao anh lại ngốc như vậy? Vì em mà anh hy sinh bản thân. 5. Không, em không. Em không muốn sống sót một mình. Anh đã nói sẽ không bỏ lại đồng đội. 3. Diệp Hạo, cửa truyền tống phó bản đã đóng. Tại sao cứ phải làm như sinh ly tử biệt không bằng đi làm diễn viên đi cho rồi. Bạn đang sử dụng quyền trục hồi thành. Quyền trục hồi thành? Vì cô mà hy sinh bản thân, sao có thể? Cô nghĩ nhiều rồi. Ném cô vào cửa truyền tống là sợ người mới như cô quên mang theo cả quyền trục hồi, quên mang theo quyền trục hồi thành mà thôi. Quyền trục hồi thành có thể tùy ý từ trong phố bản trở về một địa điểm chọn sẵn ở bên ngoài hiện thực, bị khóa hoặc là đang trong phạm vi PVP cấm sử dụng. Khởi động hoàn thành, bắt đầu truyền tống. Trong học viện khu nghỉ ngơi của học sinh, đã truyền tống tới địa điểm được chọn. Chuyện gì thế này? Tại sao lối thoát khỏi phó bản lại bị phá hoại thành ra thế này? Giáo viên và các học sinh đâu hết cả rồi? Lẽ nào là động đất? Không đúng, cửa truyền tống sẽ không mong manh đến vậy. Chắc chắn là vì nguyên nhân khác. Diệp Hạo, sao anh lại ngốc như thế? Này, này này, rốt cuộc là ai ngốc? Hơn nữa, giờ nào lúc suy nghĩ mấy cái này hả? Diệp Hạo, tốt quá rồi, anh còn sống. Cửa truyền tống đóng rồi, em còn tưởng là anh bị nhốt ở trong phó bản. Đừng khóc nữa nào, tôi đã không sao rồi mà. Cửa truyền tống đóng rồi thì tôi vẫn còn quyền trục hồi thanh mà. Lần sau không được lừa người ta nữa, đồng ý với em đi. Này này, tôi bảo, trong đầu cô cả ngày nghĩ gì thế hả? Sử dụng quyền trục hồi thành không phải là kiến thức thông thường hay sao? Xin lỗi, em thất lễ rồi. Chuyện gì thế này? Nguyễn Điềm Điềm tự do trong phó bản mà bên ngoài lại rụt rè thế sao? Mẹ nó, sao vẫn còn hai học sinh? Làm ăn kiểu gì thế? Không phải đã nói nhốt hết học sinh ở trong nhà thể dục rồi sao? Mau bắt chúng lại, nếu để não đại biết là đen đó. Ký hiệu trên người bọn họ lẽ nào là binh đoàn đánh thuê hắc hổ? Chính là binh đoàn đã giết người tại khu an toàn 5 năm trước rồi bị bài trừ sao? Không đúng, binh đoàn đánh thuê đặt lợi ích lên hàng đầu này, sao lại trà trộn vào khu an toàn, lại còn chạy tới trường học? Mục đích là gì? Trường học cũng chẳng cho chúng lợi ích gì mà. Mộ Khả Nhi, mẹ nó, một học sinh level 3 lại có bạn gái xinh thế này, thiên lý khó dùng. Yên tâm đi, có tôi ở đây không sao đâu. Mẹ nó, phế vật cấp 3 mà dám ra vẻ ta đây. Đánh gãy chân thằng nhóc này đi, ta muốn để nó thấy chúng ta chơi bạn gái của nó. Em gái học sinh còn chưa bao giờ chơi, ông phải đánh gãy ba chân của nó. Được thôi, tới đây. Phần thưởng đánh bại 2000 XP. Không, không thể nào, mày rõ ràng chỉ có level 3, tại sao lại có thể miểu sát level 5, level 15 như bọn tao? Những lời này tôi đã nghe tới chán rồi.
Nếu tôi nhớ không nhầm, loại người bị trục xuất như các người mà xông vào khu an toàn dù sống hay chết, bắt được đều sẽ được tiền thưởng. Các người lặn lội tới đây chắc không phải là chỉ đưa tiền thưởng cho tôi nhỉ? Đừng giết tôi. Cái gì tôi cũng có thể cho cậu, tiền, tình báo, tha mạng cho tôi. Xích Viêm Đế phát động kỹ năng bị động trước thiêu, sát thương mỗi giây lớn nhất là 1%. Mạc Khả Nhi, chúng tôi tới giết Mạc Khả Nhi. Loại đáp án rõ ràng thế này chẳng có giá trị gì cả. Là tập đoàn Hoàng Chính. Là tập đoàn Hoàng Chính thuê chúng tôi tới giết Mạc Khả Nhi. Họ không chỉ thả chúng tôi vào khu an toàn, còn cho đoàn trưởng mượn đạo cụ hiếm có để khống chế hai thị vệ thân cận của cô ta. Sớm đã nghe nói tập đoàn Hoàng Chính và tập đoàn Hàn Mặc vì quyền sở hữu phó bản khu săn bắn tranh tới người sống ta chết. Nhưng lần này lại dám có ý đồ với Mạc Khả Nhi, chứng tỏ nội bộ tập đoàn Hoàng Chính đã. Tình báo này cũng có chút giá trị. Cảm ơn cậu tha mạng. Mau lên, phải hồi máu. Cả trường đều bị kết giới phong tỏa rồi sao? Xem ra có cơ hội ra ngoài báo tin cho tập đoàn Hàn Mặc, đổi một ít tiền thưởng rồi. Ây, vì sao? Tại sao tôi vẫn mất máu? Đẹp phút này nà. Ây, cậu lừa tôi. Lừa, từ đầu tới cuối tôi chưa từng nói sẽ tha cho anh. Lấy đâu ra lừa? Phần thưởng kích sát 1000 XP đã thu được 500 kim tiền, ma tinh nha và 10 một cái, bảo thấp cấp một cái, tạp chí người lớn 1. Cái này sao mấy đạo cụ cổ quái nào cũng rơi thế? Trường bị kết giới phong tỏa rồi không ra được. Cô tìm một chỗ nào an toàn mà trốn. Chú ý đừng để bị phát hiện. Vâng ạ, nhưng anh định làm thế nào? Lần này trường đụng phải binh đoàn lính đánh thuê của chợ đen rồi. Giờ cũng chỉ tôi mới có cơ hội cứu mọi người, cho dù là nguy hiểm cũng phải đi. Tôi nhấn mạnh lần nữa, nhất định là phải tìm chỗ trốn, đừng có mà mắc sai lầm nữa. Mắc sai lầm ở hiện thực sẽ là mất mạng thật đó. Vâng, em biết rồi, em nhất định là sẽ tìm một chỗ để trốn. Diệp Hạo đây là đang quan sát tâm mình. Thực sự tốt quá. Tuy mình rất gà nhưng anh ấy không hề coi thường mình. Diệp Hạo, anh cũng phải cẩn thận nhé. Chú ý an toàn. Yên tâm đi. Tôi đã nghĩ ra cách rồi. Mục đích quan trọng nhất chính là bảo toàn mạng sống của Mạc Khả Nhi. Kim chủ đại tiểu thư của mình không thể chết ở đây được. Nếu không, mình tìm ai đòi tiền thưởng đây? Mẹ nó, không phải tất cả học sinh đã bị chúng ta bắt lại rồi sao? Tại sao vẫn phải tốn công tốn sức tuần tra? Không phải đội trưởng, sợ vẫn còn học sinh chưa ra khỏi phó bản hay sao? Ai bảo tiểu đội của chúng ta bị đội trưởng hạ lệnh canh giữ cửa của phó bản cơ chứ? Sợ cái gì, cửa phó bản đã bị chúng ta phá rồi. Cho dù vẫn còn học sinh chưa ra, đều đã chết trong phó bản rồi, không thể nào sống sót đứa nào đâu. Cậu nói với tôi thì có ích gì. Được rồi, thời gian giao ca tới rồi, về đội rồi nói. Tạp binh tuần tra đều ở level 10 năm sau, cộng thêm ưu thế nhân số. Các giáo viên bình thường chỉ ở level 10 đến 20, quả thực là không thể đánh lại. Thời gian hồi phục của con mắt chân thật còn 20 phút. Mạc đại tiểu thư nhất định là phải gắng lên nhé, trước khi mình nắm rõ được phân bố nhân lực của cả trường. Cứ đi theo hai người này, đội trưởng trong miệng bọn họ nói không chừng có thể có được càng nhiều thông tin hơn. Lão đại, học sinh bắt được từ cửa của phó bản đều ở đây, đừng nhúc nhích, muốn sống thì ngoan ngoãn cho ông. Rất tốt, rốt cuộc các người muốn làm gì? Mau thả tôi ra, còn cả học sinh của tôi nữa. Mẹ nó, ai trói cô ta thành thế này hả? Đúng là nhân tài. Các người dám gây sự ở học viện trong khi an toàn, trong khu an toàn. Đây không phải là việc cô cần suy nghĩ. Cô nên nghĩ xem phải hầu hạ tôi như thế nào để tôi vui vẻ, để đổi lấy tư cách để sống. Buông ra. Ồ, đánh đá thật đó. Nhìn xem, gái trong khu an toàn này đúng là khác biệt. Ngày ngày ăn ngon ngủ kỹ, ngoài tính khí, ngay cả dậy thì cũng ngon như vậy. Ây, tao thích. Cô gái này là em trói đó, đội trưởng hài lòng là được. Nhưng anh ăn thịt xong, đừng quên chừa lại ít cơm canh cho anh em nha.
Thằng nhóc này thú vị đó. Tiếp theo sẽ tới lượt cậu. Cảm ơn đội trưởng. Một đám nhát gan, nếu chúng ta liều mạng chống lại mấy tên này, ít nhất vẫn có thể để giáo viên chạy ra ngoài, gửi tín hiệu cầu cứu. Chuyện không thể chậm trễ, giải quyết ngay thôi. Buông cô ấy ra, đám cặn bã này. Cô Lê là nữ thần của mình, sao mình có thể trơ mắt nhìn cô ấy bị... Thú vị. La Phong, một thằng nhãi nhà vờ lắm, lại dám đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ồ, tao hiểu rồi, nghe là mày có ý đồ với cô gái này nhỉ? Nhưng cũng khó trách, ai lại không có ý đồ với hàng ngon như vậy chứ? Loại háo sắc như mày, cái loại ngay cả mạng cũng không cần, tao lại rất thích. Mày có tiềm chất làm người xấu đấy. Nhặt dao lên. Bản chất của thời đại này là mặt thế đó. Đừng bị sự hòa bình ở trong khu an toàn nằm mờ con mắt. Mấy thằng vô dụng này không có tư cách sống sót. Giết chúng nó mày có thể tiếp tục sống, đồng thời được gia nhập binh đoàn lính đánh thuê hắc hổ của bọn tao. Cái gì? Đừng mà Phong ca, đừng giết chúng tôi. Na Phong, tôi quả thực là người xấu. Cái gì? Đừng mà Phong ca, đừng giết chúng tôi. Không chỉ là đàn ông trong trường, còn hưởng thụ cả niềm vui giết chóc ở trong PVP phó bản. Na Phong, nhưng tôi phân biệt được hiện thực và trong phó bản. Binh đoàn lính đánh thuê chó mã gì? Ông đếch thèm, đi chết đi cặn bã. Tao còn tưởng mày có chút đầu óc. Không ngờ mày vẫn làm tao thất vọng. Muốn làm anh hùng chứ gì? Đây chính là kết cục. Mẹ kiếp, đời này mãi mới làm được chuyện tốt, lại có kết cục thế này. Cái thế giới quần què này. Xem ra cậu cũng không cặn bã như tôi tưởng. La Phong. Đội trưởng, anh sao thế? Âm thanh này là... Cái tên này tự nhiên làm sao thế? Ràng buộc chí mạng của quá phụ đỏ, gây ra sát thương lớn đối với đối tượng sử dụng. Cộng thêm trạng thái trúng độc, chảy máu, suy yếu, số lần sử dụng còn lại 2 lần. Tuy bình thường cậu làm không ít chuyện ác, nhưng lúc đối mặt với nguy hiểm cũng coi như là một thằng đàn ông. Kỹ năng ẩn thân, sau khi sử dụng có được năng lực ẩn thân duy trì 30 giây, thời gian phục hồi 1 giờ. Có thể bị sinh vật cấp cao cảm nhận được